Cháy đâu. À, xin chào các bạn. Hôm nay một ngày nghỉ ha. Thì đi xuống tiệm nail supply của người Việt Nam, Max Beauty Supply. Tiệm nail là tiệm nail nhỏ mà nổi tiếng của người Việt Nam các bạn. Khu này là khu Mỹ Đen các bạn ha. Khu Mỹ Đen, một trong 10 thành phố nguy hiểm nhất nước Mỹ. Nhân Lì đang đứng ở nơi rất là nguy hiểm các bạn. Có thể tụi nó có thể cướp mình bất cứ lúc nào. Xuống đây là phải cẩn thận, khóa xe lại. Tiệm nail nào mà mở đây là cũng gan lắm bạn. Tiệm nail, mấy tiệm nail nào mở đây là gan lắm. Vô đây mình là khách quen các bạn, cho nên vô đây ngồi. View the chain. Để quay cho bạn coi cái tiệm nail nè. Nước sơn. Đi vòng vòng mua nước sơn. Bây giờ vợ mình nó mua nước sơn các bạn ơi. À, mua thêm bubble bath hết rồi. Baby mình đi kiếm màu nước sơn các bạn ha. Mấy cái màu nước sơn này khách nó thích. Cái hiệu OBI nó khách nó thích lắm bạn. Passion. Bây giờ thì đi mua nail supply. Bữa nay ở đây nó có bán cái đồ kê chân này các bạn. Cái này là kê chân á, cho mấy ai mà chân nặng quá mình kê lên mình chè các bạn. Đó. Có mấy người khách. Ồ. Ở đây cũng có bán nè, 18 là một cái. Trời. 22 là một cái. Armrest. Client armrest. Để nó kê tài lên. Kê tài kê chân lên. Và hôm nay mình sẽ thử mua cái sản phẩm mới các bạn ha. Đây, cái này là hiệu Voss của New York. 6 thùng. Mỗi một cái thùng như vậy là nó có một cái mùi riêng các bạn. Mình sẽ chọn 1, 2, 3, 4, 5, 6 mùi ha. Các bạn thấy không? Nội mà làm tay không á. Làm tay không á là có cái đồ làm tay luôn nè. Nhìn nè. Không. Làm chân. Cái này là sản phẩm làm chân. Mấy cái này là sản phẩm làm chân các bạn thấy không? Ở bên Mỹ làm chân rồi dữ dội lắm các bạn ơi. Ok các bạn ơi, bây giờ thì mình mua xong cái này rồi các bạn, bây giờ mình đi về ha. Thì các bạn thấy cái khu này là cái khu của người Việt Nam các bạn. Giống như cái building này nè. Cái building này là của sở hữu của cái người Việt Nam đúng không các bạn. Hồi xưa qua bên Mỹ cũng cực khổ nha các bạn. Nhưng mà bây giờ sướng các bạn ơi. Chủ building luôn các bạn. Giàu các bạn thấy không? Đất là chủ đất á. Đó không? Sướng. Còn bây giờ mình qua bên Mỹ trễ các bạn, mấy cái này mắc các bạn, mua không nổi. Không, hồi xưa qua bên Mỹ mấy cái này rẻ nè, không? Mấy cái building này nè. Nó rẻ cái mình mua, các bạn thấy không? Cái xe này mình đứng sao cái nó đóng lại. Nó mở lên. Bây giờ đi ăn đi các bạn ơi. Bởi vì hồi xưa mấy người Việt Nam qua bên Mỹ chơi, hồi xưa các bạn họ giỏi lắm bạn, họ cực khổ nhưng mà họ giỏi lắm nha. Bây giờ thì mình đợi cái cửa hàng Xi Long Bảo mở cửa các bạn. Hiện tại khi mà mình chạy xuống dưới khu này á, là khu của người Việt Nam có nhiều cửa hàng ăn các bạn ha. Thì quay cho các bạn coi luôn. Đây là cái cửa hàng Xi Long Bảo, mỗi lần mình vô đây họ thích mình lắm các bạn. Tại vì họ có coi YouTube của mình á. Bây giờ họ chưa mở cửa, 5 phút nữa mà họ mới mở cửa. Bên đây là tiệm trà sữa, tiệm cắt tóc, điểm sắm. Mình hay đi, nhưng mà bữa hôm nay mình không có thời gian mình ăn điểm sắm đâu. Mình đi ăn Xi Long Bảo cho nó lẹ. Lâu lâu mình đi ăn cái nhà hàng này dạo này nó làm ăn rất là tốt các bạn. Mấy cái nhà hàng nhỏ bây giờ đắt quá. Mình mua 2 cái bò, 2 cái heo. Thấy không? Đây là cái cô Thường Hải hút thuốc. Ô các bạn ơi, no quá các bạn ơi. Bây giờ vợ mình ăn đi, ăn cho 3 đứa đi. Bữa nay bụng bự các bạn. Kinh tại có 2 đứa cho nên thấy bụng bự, chứ hồi xưa có một mình bé chát rồi nó không bự gì có gì đâu. Các bạn thấy cái khu này á, bây giờ nó đang sửa lại bạn, nên nhìn nó sang không? Bên cái khu này vẫn còn là khu Mỹ Đen các bạn ha.
các bạn nhìn nè, bây giờ nó bắt đầu sửa từ từ lại nè, nó sàn lắm các bạn ơi, nó sạch sẽ. Bữa hôm nay thì mình lại ghé cái nhà hàng kem nổi tiếng Tết Chiêu nữa các bạn ơi. Bữa nay mình rảnh mà đi vòng vòng chơi, đi buổi sáng đi các bạn, đi buổi sáng thì nó không có đông, các bạn nhìn nè. Bây giờ mình sẽ vô mình kêu cái ly kem nổi tiếng Hawaiian Sunday của nó nha, cái ly là nổi tiếng nhất. Trời các bạn ơi, Hawaiian Delight 7.50, hồi xưa mình ở Mỹ nó có 3 đồng mấy, bây giờ nó là 7.50 các bạn. Big apple. Trời ma, ở đây bán một chai nước 1.50, trong khi đó mình mua một lốc nước 40 chai có 2 đồng mấy các bạn, đúng là cắt cổ người ta. Thank you. Các bạn biết không, hồi xưa mình qua Mỹ cách đây 18 năm về trước á, mình ăn cái ly kem Hawaiian Delight đó các bạn, 3 đồng mấy. 18 năm sau mình ăn cái ly kem 7 đồng mấy các bạn, nó mắc gấp đôi luôn các bạn. Lạm phát. Đúng không? Rồi các bạn thấy một lốc nước hơn một chai á là 1.50, trong khi đó mình vô chợ mình mua đó là 24 chai có nhiều 2 đồng mấy à, hay là 48 chai có 3 đồng mấy các bạn. Đúng là kinh doanh lời các bạn, kinh doanh dạo các bạn. Cái cửa hàng này nó có hơn 100 năm cửa hàng kem nổi tiếng ở Saint Louis, 100 năm các bạn nhé. Các bạn thấy nó tồi tàn gì chứ, nó rất là nổi tiếng, nó được lên báo hoài các bạn, rất là nổi tiếng. Vài bữa nữa mùa đông rồi nó đóng cửa nó không có làm các bạn, tại vì lạnh quá không ăn ha, lạnh quá. Bây giờ vợ của mình nó mua được cái này là blueberry các bạn ha, blueberry với lại bên kia là bạc hà với lại blueberry. Còn cái này là Hawaiian Delight các bạn, rất là nổi tiếng ở đây nha. Bây giờ đi vô ăn đi các bạn ơi. Đột phá cho ngành nail, Lee K là sản phẩm Pedicure 4 Step duy nhất kết hợp giữa Tây Y và Đông Y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD, giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Lee K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết. Phá cho ngành nail, Lee K là sản phẩm Pedicure 4 Step duy nhất kết hợp giữa Tây Y và Đông Y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD, giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Lee K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết. Cho ngành nail, Lee K là sản phẩm Pedicure 4 Step duy nhất kết hợp giữa Tây Y và Đông Y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD, giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Lee K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết. Phá cho ngành nail, Lee K là sản phẩm Pedicure 4 Step duy nhất kết hợp giữa Tây Y và Đông Y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD, giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Lee K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết. Phá cho ngành nail, Lee K là sản phẩm Pedicure 4 Step duy nhất kết hợp giữa Tây Y và Đông Y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD, giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Lee K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết. Phá cho ngành nail, Lee K là sản phẩm Pedicure 4 Step duy nhất kết hợp giữa Tây Y và Đông Y,
đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Lee K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết.